Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game Plants vs Zombies 2 và Mia Thành Ezzy đây. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì chúng ta sẽ tiếp tục là chơi ở trong cái phần Battle Z. Và hiện tại mình đang đứng thứ 10 đây. Mình đã có một số bạn đã chỉ cho mình một cái số chiến thuật là kết hợp nó tốt hơn và hy vọng là chúng ta có thể kiếm được nhiều điểm hơn nha. Chúng ta sẽ vào và bắt đầu là chơi thôi. Xem nào, ở trong này đúng không? Mình sẽ vào đây trước. Thì chúng ta xem nào, ở đây thì mình sẽ chọn cây gì đây? Có một số bạn bảo mình nên chọn cái cây ở phía dưới này đúng không? Cây này đúng không? Cây này nó có khỏe không ạ? Manflower, một cây hoa mặt trăng. Tiếp theo ta sẽ chọn cây lửa này. Cây lửa sẽ không bị bọn nó đóng băng được. Không cần phải chọn bọn cái hàng trên đâu. Cây này này. Cây Blover. Và thêm quả Cherry Bomb. Cũng như là quả Jalapeno, quả ớt cay này. Chúng ta sẽ bắt đầu trồng thôi. Mình sẽ trồng khoảng 1-2 hàng cái này trước. Đấy. Cái này nó sẽ cho ra nhiều server khá đấy. Đây, sẽ trồng khoảng 2 hàng đi. Rồi, chúng ta sẽ trồng như thế này trước. Còn khoảng 300 đúng không? Mình nghĩ mình nên sẽ trồng trồng khoảng 2-3 cây ở đây. Rồi, chắc trồng được một cây thôi. Và chúng ta sẽ chơi thôi nào anh em. Lên nào. Yeah, lên thôi. Ok, đây là Let Rock đúng không? Đó, tất cả này nó sẽ ra rất là nhiều Sunflower cho mình luôn. Đấy, sướng vãi trưởng. Mình thấy có khi là hợp lý hơn đấy, đúng không? Cho cái đây lên phát. Cho phát này vào đây. Đó, nó sẽ bị giật lùi lại rồi. Tốt, chúng ta có thể trồng thêm cây ở đây. Cho nó lùi lại luôn. Cho nó lùi lại luôn, có con trùng lửa ở trên kìa anh em. Kết hợp. Nào, ở đây mình sẽ cho thêm con này luôn. Đấy, có vẻ là khá hợp lý rồi. Phải trưởng rồi, ok. Chết đấy, nhiều săn đấy, nhiều săn flower thế. Tốt, nhiều săn này, thâu vào bắn nha. Thoải mái bắn đi, dòng lửa ở trên này. Chúng ta sẽ trồng thêm không? Chắc cần thêm dòng lửa đúng không? Rồi, mình sẽ trồng thêm cây kia, nó chưa đủ à? Chưa đủ luôn kìa, ôi giời. Trồng nhanh. Đó, tốt. Nổ luôn, ô kìa, không được ta. Ôi, chỗ này sao nó vào tận đây nhỉ? Nhanh thế ta, nó vào nhanh quá, chưa kịp làm gì luôn. Phải trưởng rồi, ok, cho nó kết hợp. Nào. Chết này, mất đầu đi em. Hay lắm. Cho gió này. Đấy, chúng ta sẽ trồng đây luôn. Đào như này luôn đi này. Kết hợp cả cây này vào nữa. Thế mình nghĩ sẽ không vào đâu. Đấy. Rồi, tạm thời thế này đã. Cho nó ăn phát nữa này. Chạy đi đâu. Thêm cây quạt gió này anh em. Rồi. Chúng ta phải nhanh tay hơn nữa đi. Bắt đầu bỏ thêm cây ra này. Trồng vào đây này. Ok, cho nó nổ đi. Nổ hết này, mình được 30 mấy nghìn rồi. Cho quả lửa này, thêm cái nữa này. Yeah. Vào đây, có vào được không ấy? Vấn đề là có vào được không ấy mới quan trọng. Này, lửa này, bắn cực khỏe luôn. Còn 44 giây nữa cơ. Thoải mái mà chơi đi thôi. Đông hết, mình không nhìn thấy luôn. Không nhìn thấy cái này luôn. Wow. Bây giờ làm sao vậy? Làm sao mà có thể quạt gió nó bây giờ? Nó khỏe thế. Khỏe này, 76.000 rồi. Chúng ta đánh tốt hơn trước rất là nhiều luôn đấy. Rồi ôi. Đông thế mình không nhìn thấy cái gì luôn. Chết. Đâu ấy? Cái lửa đâu ấy? Này. Bọn này nó kháng lửa đúng không? Khó chịu vãi trưởng. Mình không nhìn thấy cái gì luôn. Mấy cái này mình còn chưa dùng tí nào cơ. Nhiều săn thế. Wow. Và chúng ta sẽ giành chiến thắng thôi. Cái chiến thuật mới này có vẻ là rất là khỏe. Mình đánh lên được khoảng 84.000. Tốc độ tay mình còn khá là chậm đấy. Không là mình còn thắng được nhiều hơn cơ. Thế mình nghĩ là mình dùng cái chiến thuật này nó sẽ là hợp lý nhất này. Đó. Rất là cảm ơn có một bạn đã chỉ mình cái chiến thuật này.
Chúng ta sẽ cây hoa thịt người này, Chomper này. Chúng ta sẽ cố gắng là đua top 1 nha. Hy vọng là mình có thể lên được top 1. Cái này tắt đâu ra? Close đi. Và chúng ta đang đứng thứ 8 đây. Top 1 sẽ là 64 cơ. FIFA 10 kìa. Đó, mình sẽ chơi khoảng 2-3 trận cái này. Lên nào. Mỗi ngày nó cho chơi free một trận này. Đồng thế ta. Mình vẫn dùng cái chiến thuật thôi, không cần dùng mấy cái này nữa làm gì cả. Chiến thuật mới kết hợp rất là khỏe. Một cây, hai cây, cho hai cây này ở cuối đi. Rồi, chúng ta sẽ dùng những cái cây này sau. Một này, một cây này. Cây lửa mình mua rồi nên rất là khỏe. Tiếp theo thì hai cây kia nữa. Cái Blover này, cỏ ba lá. Kết hợp cả cây Cherry Bomb. Cuối cùng là cây quả ớt. Và chúng ta sẽ trồng đây luôn. Nào, ok. Một hàng, hai hàng. Cái sức mạnh khi cho cái Holy này nó ăn rất là khỏe. Rồi, mình sẽ trồng quay một cái nữa. Chơi thôi. Mình phải ấn thật nhanh hơn nữa đi, đúng không? Ở nó ra đâu cái là bắn luôn. Ấy chà. Chưa gì đã có một con này. Cho nó bay đi. Thế là được rồi đấy. Ấy chà, dưới này. Dưới này anh em. Dưới này, dưới này, dưới này. Bắn nó luôn. Bắn nó luôn. Lên trên, bắn nó luôn kìa. Thổi thổi gió, thổi gió, thổi gió. Có cái là mình sẽ ăn luôn thôi. Không cần phải, nó kháng lửa đúng không? Cái mấy cái kháng lửa đúng không? Kháng lửa cái anh em. Nổ hết đi cho nó khỏi bắn mình luôn. Đấy, 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 đấy. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Úi dồi, sao nó vào nhanh nhỉ? Chỗ này nó đã qua rồi kìa. Gần như là nó không sợ cái này luôn. Nó không sợ này. Không sợ tao đốt lửa luôn. Ơ kìa. Trời ơi, trời ơi, tôi mất hẳn một cây rồi. Thế chứ nhờ. Trồng hơi chậm, cho trồng hơi chậm ta. Đó, trồng hơi chậm đây rồi. Bắn, 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 bắn. Bắn nhanh nhất có thể đi nào. Lên nào, bắn nó đi, bắn nó đi, bắn nó đi. Cho nổ luôn này. Đấy, làm gì thì làm. Cản lại cái bọn kia đi, bọn này rất là khó chịu luôn. Này này thì cản này này. Cản lại này, cản lại này. Cản lại hết. Ô oh, kìa 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 kìa. Cho phát nữa, cho phát nữa. Cho Blover các kiểu vào đây. Đã xong, ô oh, kìa nó ăn được rồi kìa. Sắp ăn được rồi. Mình chết hết tim. Úi dồi ôi. Ơ sao cái chân kia nó không chết ta. Không chết này, không chết này, không chết này, không chết này. Cho nổ đi, cho nổ đi. Đâu rồi? Không đặt được à? Trời đông thế cả, đông thế cả. Vãi trưởng đông thế. Đông thế này. Thiết lập hàng phòng ngự tiếp theo. Nó vẫn ăn được rồi đây. Này này. Có vào được không? Vấn đề là có vào được không ấy chứ. Đây này, cho thêm này. Cho thêm này, đấy. Ok, vẫn đang đánh tốt thôi. Không vấn đề gì. Nào, còn 39 giây nữa. Trận này mình đánh tốt hơn rất nhiều so với mấy cái trận trước ấy. Cái cây Blover đâu? Đây, Blover lại lên. Bắn tiếp, tiếp tục là bắn. Trồng đây thêm. Ôi trời ơi, nó nổ kìa. Nổ này, nổ này. Chết hết. Được rồi, có cái còn sử dụng năng lượng được không? Được, được. Những cái nào mà còn lá ta dùng được năng lượng hết. Chúng ta sẽ phóng hết thôi. Không để làm gì cả. Một cái hàng hậu vệ như thế này là rất là ngon rồi. Được, Zappa. Cho quả ớt này, ớt đâu rồi? Ớt đâu rồi? Ớt. Đấy. Đây này mình được tận 109 cơ. Còn tốt hơn cả cái trận trước cơ. Wow, khi chúng ta đã quen rồi thì rất ngon, mình sử dụng hết năng lượng rồi nha. Và gần như là team họ không thể nào mà chống được với cái chiến thuật này. 113.000 luôn. Continue này. Khi chúng ta biết tác dụng của những cây này thì mình đánh rất là khỏe hơn rất là nhiều. Cái gì ta? Sao có mấy quảng cáo vớ vẩn rồi đấy. Mình đứng thứ 7 rồi. Mình còn tận 3 cái nữa. Rồi sẽ chơi cái phần Pinata Party nha. Trong này thì chúng ta cần bảo vệ cái cây này đúng không? Cây hoa hướng dương à? Hay chào, hôm nay có một cây khá là hay ta. Cây này tác dụng làm gì nhỉ? Anh em nào biết có thể là comment ngay xuống phía dưới nhé. À, mình biết cây này hoa hướng dương để làm gì rồi. Nó có tác dụng là bắn bọn kia thôi. Đây, mình sẽ để đây một cây này.
nó sẽ tạo ra một cái đây, cái hoàng dương đây, đúng rồi. Đó, khỏe phết đấy. Cây gai chắc mình sẽ để lên đây trước này, như thế này đi. Đó, sẽ để hàng này luôn. Rồi, bảo vệ mà. Slow lại. Đúng rồi, bắt đầu bay đi. Nhiều thế cơ à? Cứ từ từ thôi, không cần phải vội đâu. Thêm cây này. Cái hoàng dương này mà chết. Thôi đi thôi. Đúng rồi. Ôi, tuyệt chiêu này. Khỏe chưa? Rất là khỏe nhá. Tuyệt chiêu trên chưa có cây nào kìa. Nhưng cái điểm yếu của bọn này nó chính là nó sẽ hết cái hoa. Cái này không phải hoàng dương, cái này hoa bồ công anh, mình nhầm. Hoa bồ công anh. Nó hết những cái hoa này thì mình sẽ thua đấy. Là nó sẽ cần phải hồi. Slow lại này, đúng rồi, bây giờ sẽ slow. Có tuyệt chiêu này anh em. Cho cái này ăn luôn. Để nó trang bị giáp với các thứ. Mày này, bay đầu. Wow, sức mạnh này. Cắn cả ngày luôn, đố cắn được hơn. Ây chà, đã vào được rồi này. Nhanh vậy. Cho slow lại, đúng rồi. Hoa bồ công anh nhá, đây hoa bồ công anh. Mình có tuyệt chiêu rồi, sẽ dùng luôn thôi. Dùng tuyệt chiêu nào, hoa bồ công anh. Mưa hoa bồ công anh. Nó bắn đi à. Yes. Thổi gió. Blower. Cây này hình như phải mua bằng tiền đúng không? Thôi, bọn này cắn đến mẻ cả răng, không thể nào hạ được cái này. Hay quá, cười này hay quá. Để nói như vậy. Pop. Chết hết. Chạy đi đâu được, hoa bồ công anh đây. Tiếp tục là trồng thêm mấy cây này vào đây nữa. Này. Chúng ta thắng được một trận này, hay mà, trận này hay mà anh em. Cho thêm vàng các thứ nữa. Mình có thể là chơi thêm cái trận này bằng cách là xem quảng cáo. Chúng ta sẽ cho nhỏ tiếng đi và mình sẽ xem quảng cáo nhá. Continue này, tiếp tục này. Và chúng ta sẽ muốn chơi thêm thì mình xem quảng cáo thôi. Không xem quảng cáo à? Chơi một lần thôi à? Hay như mình ấn vừa bỏ qua đúng không? Hơi buồn ta. Được rồi, thì mình sẽ vào trong này và nhận thưởng thôi. Mình sẽ nhận được khá là nhiều đồ trong này luôn. Một cây cây bèo đúng không? Cây bèo đúng không? Win Butter Z này. Và chúng ta sẽ được thưởng kẹo cũng như thưởng game. Ở đây thì chúng ta sẽ cần phải là chơi thêm cái cây mà đây nó cho mình cả thêm cả game này. Phần thế giới đúng không? Phần thế giới sử dụng cây free. Những cái cây mua bằng tiền ấy chúng ta sẽ được dùng free trong này. Vào thôi. Cửa này thì chơi là đây, chúng ta sẽ cái con này cái đậu đúng không? Có thể đặt chồng lên nhau này. Chúng ta sẽ đợi một chút để xem chỗ nào. Theo mình nghĩ nên đặt kiểu hai hàng như thế này. Được, mình có cả cái cây này nữa. Cái quả này nó sẽ lăn và sẽ đập vào bọn zombie và nó sẽ chết. Rồi, chuẩn bị vào rồi. Con này mình ghét này anh em. Nó đúng là như vậy đấy. Con đấy là mình rất ghét. Tại vì nó sẽ có thể là bắn những cái bia mộ ra ấy. Phía trên nha. Có chết hết không ta? Hình như không. Phía dưới này anh em. Đúng rồi. Vào đây. Vào đây này mà chạy được á. Ôi, khó chịu rồi. Đặt lên những cái hàng này. Vào đây. Chết toi. Mình hết cái cây kia rồi. Đây rồi. Chúng ta sẽ phá hủy nó. Đâu rồi? Không phá hủy cả. Thôi xong tôi rồi. Nó đông quá. Nó đặt nhiều quá rồi. Kiểu này là dập hết luôn đấy, như thế này đi. Cho phá hủy cái này á. Không đủ cây mà phá hủy cơ. Thật sự quái thật, làm sao mà có thể đánh được đây. Mình ghét cái bọn nó đặt cái kia. Đặt cái bia mộ, nó kêu gọi cái bia mộ ra rất là ghét luôn. Đâu à? Ôi, phía trên kìa. Chết rồi. Ok, chúng ta đặt đây một cái. Lên nào. Phía trên này ghê quá, làm sao mà có thể là hủy diệt được nó đây. Nào. Ui, cây khổng lồ, nhưng mà vấn đề là chúng ta không thể nào mà
đánh được bọn này. Cố gắng. Đang cố gắng để chống đỡ lại đây. Mấy cây đằng sau này mới là khó chịu này anh em. Đợi nó vào đi. Chết hết, tốt lắm. Rồi, chúng ta không có vấn đề gì cả. Vẫn có thể là trụ được. Ở phía dưới không có cây nào này. Chết toi rồi. Dưới không hề có một cây nào luôn. Trời, bây giờ không có cái năng lượng kia thì làm sao mà người hạ được. Đây, đây rồi, đây rồi. Tốt lắm. Chưa thể vào được đâu. Đây, đây, và sẽ cái cây cuối cùng đây rồi. Này. Phá hủy hết. Lại còn mỗi một cái con ném cái bia mộ rồi. Ném khúc xương bia mộ rồi. Đã xong. Chúng ta cũng được xong hết cả team này luôn. Và chúng ta sẽ nhận được thưởng tiền. Hơn 4.000 tiền. 4.000 tiền đây. Và mình sẽ xem vào trong kia để xem có cây nào nó giảm giá hay là thời trang không. Mình sẽ mua nhá. Ở trong phần quest này. Thử xong cái cây free rồi. Và chúng ta sẽ vào trong cái chợ để có thể mua thêm cây. 10 đồng này. Bán giảm giá thì mình sẽ mua thôi. Những cái năng lượng của các cái cây điện. Electric Piercer. Cái mua tiền đấy. Không thể nào mua được đâu. Lightning. Cây tạo sấm sét, tạo mây này. 10 đồng nữa thì nó sẽ mua được một cái ngôi sao năm cánh. Sunflower, cái này là của những cái cơ bản rồi. Lava Wova này. Cái ổi dung nham đúng không? Piercer. Vẫn là Electric Piercer. Thêm cây nấm, cây nấm này thì mình không có này. Solar Tomato, cái này thì mình cũng chưa có thì phải. Âm thanh à. Cây bèo à. Và mình nhớ mình có thể xem mua được đồ cơ mà. Đây đây. Chúng ta sẽ mua được cái này là 2.000. Thuyền trưởng. Nhiều thời trang hay hắn. Hay phết nhờ. Ở trong này thì nó chỉ bán bằng game thôi. Không có cái nào mua bằng game nữa. Hối là mua bằng tiền nha. Và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Plants vs Zombies 2. Bye bye.